Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0369591132 hoặc 0902864541. Cuộc sống ven biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Đá hay là ấy, đây đá mà, đá. Đá là anh chế ít nước thôi, dạ. Là xèo vào. À. Ôi sao nó nhiều dữ ta. Không hết. Uống được chai cao chám còn về đó, uống hết. Không ít luôn á. Không luôn. Lâu mà có ở nhà ngủ dậy đó, mệt quá thì uống làm lon nước thôi. Còn không rồi. Hello, xin chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển. Và giờ này là sáng ở đảo mọi người, đảo Côn Sơn. Thì anh cho mọi người thấy là ghé vô neo đậu để đắp gió rất là đông. Và mình ló ra ngoài đây là trời nó gió mạnh nhưng mà điều nó không có sóng thôi. Đạt thì đang rửa chén, anh em mới nhau qua cà phê để thưởng thức buổi sáng trên đảo nha. Thì vô đảo chơi nắp gió thì chỉ làm những công việc nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn như mình tốn lưới câu lại này, rồi chừng mình bắt đầu mình kéo câu á là mình sẽ thay giống như máy làm mình kéo vậy đó, nó lẹ. Anh Hiện chắc có lẽ chuẩn bị sẽ làm một đàn câu nhỏ nhỏ để câu những con cá trong này. Ở trong này chắc là có mấy con cá róc có đồ á, nó nằm ở chỗ san hô ở dưới mình á. Ở dưới ghe mình chắc nhiều đàn san hô lắm, tại vì là ở trong kia nó nổi lên nha. Đây mời mọi người coi mình sẽ tóm lưới câu như thế nào nha. Đây là mình đưa nguyên một đống ra, gọi là một cuộn dây cước mình đã cắt sẵn là khoảng 3 mét rồi bạch. À quên, ba sải là khoảng cỡ hơn 4,5 mét. À. Tóm. À, mình để gấp lại cái mình quấn khoảng 3 vòng ha. Rồi mình xỏ vô cái lỗ dây mí, xong là mình xỏ vô cái vòng mà hồi nãy mình để trước. Đúng rồi. Cho nó gà chết muối á, cho nó không bị tụt muối. Sạch gọn. Là xong. Cũng nhẹ nhàng á. Không có phải là nặng gì, không phải khó khăn gì. Nhưng phải biết cách làm cả ha. Nhìn một hai lần là biết rồi. Nhìn ít lần là biết. Cứ để đấy, để mối ra mình lấy kéo mình cắt cho lẹ. Không, cắt được sáp thì dễ rồi. À, mình lấy dao mình cắt dễ hơn hả? À? Em cắt dao quen. Có nhiều đứa nó cắt kéo, nó cắt còn lại cắt dao quen. Để nó rìa ra là nó dễ bị vướng vô mấy cái vợ cứ khác ha. Thằng sếp vô nó hay bị móc á. Ừ. Nó xìa ra vậy này là nó móc á. Đến ra nghề câu đây nó cũng có nhiều cái nguy hiểm ha. Sự mình bùa câu mà mình không có rành là
nó rối mình không biết cách sửa là có thể là nó mang mình cũng có luôn á. Nó móc rồi mọi người. Để câu nó móc mọi người mà. Đúng rồi. Như tụi em thì câu móc mọi người là thường lắm. Thằng báo với mọi người là bạn Bi đang ở bên ghe lưới rút bên kia. Hồi tối qua đá nhậu rồi mà đưa xác về tận đá. Bây giờ là không biết tung tích luôn. Mất tích luôn. Bị ghe của đội bạn là cũng như bắt cóc rồi. Quay đi chú Phong, chú Phong chửi chết. Chú Phong chửi ông sờ mà sờ con má, con má dầu rồi nha. Con má dầu rồi nha, anh chửi đà luôn. Câu cá tiếp. Giống to hổ. Đó. Đổ to nha. Mẹ sĩ. À. Chàm. Chàm nó bự á. Cá phèn phèn khôm. Phèn khôm. Phèn râu do nó ở chỗ đây như nó mới lại nha, tự nhiên cái màu nó khác ha. Cá đây đắt tiền á. Phèn cỡ đây là to rồi. Phèn khôm. Phèn râu. Cá đây giá cào người ta gọi là cá khồm lân này. Đánh được con đây là cũng như là giá giả khồm lân á, rách giả. Nằm trong rạn không á. Đây, con cá chạm nha bà con. Quá đã. Cá ăn chạy đã. À. Câu tay nha. Mình không có búa nữa, bữa nay mình chuyển ra câu tay. Chờ em câu búa. Hồi bật nha bà con. San hô. Trời. Máng vô san hô à. Ồ, dưới đây toàn là rạn san hô không. Đá hả? Cái san hô. Đây, bây giờ mình gỡ, mình sẽ chụp cái san hô xuống lại. Đây là anh em đang khoanh để cắt cước thẻo nha mọi người. À, cứ một đường thẳng này là 1.5 size. À, khi mình cắt thẳng cắt đôi ra là biến thành là 2.3 size. Thành một theo câu. Đôi nó ra nha. Sau khi mình làm xong là nó thành như vậy. Nó thành như em Bảo đang tôm cầu đây. Đó, cuốn băng keo rồi vậy này. Đó, tôm lưỡi xong rồi nha. Mình sẽ quay 3 vòng xong mình xỏ vô cái mí xong rồi cái mình lại xỏ ngược vô cái theo câu cái dây cước. Cá bự mọi người. Cá to. Đó, một con như to. À, cái ria. Oh. Chết.
Bự nha. Cắt lưỡi đâu ạ? À. Qua đã, qua đã. Trời ơi, để cho mình nè. Wow, con đây vẫn nằm nè. Cái gà anh đồng muốn nhức lắm á nha. Đúng rồi, nhức lắm. Từ nó nằm luôn á. Khỏi quay luôn á. Quá đã bà con ơi, con hơi bự nha. Cầm cằn nữa bà con ơi. Cái gì đây? Coi thử em gì đây. À, con. Đó. Ê, rìa tiếp, rìa to hơn con kia luôn. Ô. Quá hay. Tiếp tục. Quá đẹp. Trời ơi. Con này to nha bà con. Con này rất độc cho nên là không dám đụng tay vô. Đó, con giao thái này ngang vô giao thái luôn. Đã. Lưỡi đây cái lưỡi đây mình câu quá rìa nó ruột phải không? Đúng rồi, nó khó bén. Con này lấy bỏ cá này lấy chút chiều tóm cái lưỡi câu thật của mình câu thật á. À. Nó lưỡi câu mau bén hơn. Hay giờ nãy đều cứ rỉ hết mồi. Khó bén. Cái mồi như mồi cá đục á, khó bén. À mình cắt dài rồi cái bắt đầu mình quéo qua phải không? Dài là nó cái mồi dài đã nhỏ mồi á. À, nó không có rỉa được. Đây nó rớt rồi mất rồi. Để. Đây là em cắt cần. Mà chẳng là đầm á. To thì cái cá đây đúng là cá cô thụ luôn á. Cái gà bị dài là đi ra mấy lần. Nhất định gà gáy luôn. Mình đang tiếp tục câu tiếp mọi người. Bây giờ cũng đang có cá rìa tiếp. Chiều nay nấu canh đây. Chưa hay luôn. Không chưa hay. Tay nghề để kéo lên nha mọi người. Hồi nãy mình kéo lên nha. Mất mặt đó. Mất mặt đó. Sát nữa là. Đây nữa là coi chừng cái lưỡi này nhỏ quá. Ngoài đâu. Tay nghề kéo thôi thì. Ngoài do ăn rồi. Lần tới thứ ba nha mọi người. Đó. Lần này là mình là không có riết lại nữa. Dụ nó. Lừa nha. Cái vợt sẵn nè. Cái vợt đây con này nhỏ lắm. Đây có vợt sẵn cho mình nè. Rồi, lưỡi này sợ nó sắc đúng không? Chứ hồi nãy lưỡi kia đâu sắc đâu. Có lưỡi mà to hơn đây mà nhỏ hơn đây không? À, lưỡi đây sai. Nhỏ quá. Này có lưỡi 15 mà ngon mình là. Cái lưỡi mà lưỡi Nhật á, lưỡi Nhật mà nó lại quéo kìa. Nó nhỏ nhưng mà nó bén hơn. Đó, cả lên. Lấy chưa? Đó. Nó luôn á bà con ơi. Nó luôn. Mày à. To nha. Một con nữa. Ô, lần này lần sau mà xuất ra được hai lưỡi luôn mà. Hai lưỡi luôn. Lần này là thôi. Một con cá rìa. À. Con thứ ba, cá rìa thứ ba. Quá đẹp. Quá đẹp, mình cắt ve đi cho nó khỏe. Ngồi đang chơi cái sim đi chơi mạng á. Rồi. Cái mạng sim nó yếu quá, sim theo yếu quá. Chạy không nổi. Anh em đang lấy con cá bò lên để chuẩn bị làm món
mong nhung giấm à Hiền, nhung giấm. Còn mình đang vẫn câu cá. Có hai anh ở bên gai lưới rút qua chơi mọi người à. Có người đại dương luôn anh Hiền ơi. Chưa. Vẫn chưa đủ to để gọi không? Còn con to ở đây kia là ở đó chưa? Gần phải không? Cái giống này nó bự như trên kia cỡ 7-8 ký là hết cỡ hả? Qua bữa trước cũng làm với nó. Cái này để mình nấu canh nè. Cho mọi người coi nè. Thật tươi. Có hay không có, nói chung mình về mình xung họp gia đình nữa nó. Đi biển ăn khổ quá bà con. Mình lấy da luôn á thiệt. Bộ da nó nhám quá. Dày á. Được rồi, nó cơm hết anh. Cơm không? Còn nó cơm, chiều đổ nó cũng mới. Đây, ở đây là sắc bơm xấu như hành tây rồi mọi người. Nếu giờ thấy anh lên YouTube vậy, lên TV là giờ phải hành gì cho anh chứ. Hôm nay đến giờ là khỏe, không có tiền trong đảo. Chứ phải hôm ngày cũng hết mớ nữa. Vô trọng được cũng hết mớ rồi. Dọc đi xa nhà xa vợ xa con nữa anh ta. Rồi gió rồi. Đây, mình đang câu con cá. À, cá chàm, cá chàm. Cá chàm. Anh em mình thì đang cố tình để săn cá rìa nha mọi người. Cố tình chứ phải cố ý. Còn 7 con nữa mà vẫn chưa lên. Nãy vừa phá mồi dữ quá. Con đang không uống rượu mà phá mồi dữ. Có một anh ở bên ghe lưới rút qua. Này em ơi. Đó, dạ lên đây. Để dẫn bịt lông rồi. Chị, chạy qua đây làm chi? Đâu. Chắc rìa nữa rồi ha.
vậy? À, phải khom, phải khom. Ồ, hai chú luôn. Con nó kêu cái gì? Thằng rau, thằng rau á. Hai con luôn. Ồ, một con bự quá. Làm như cái chép á hả? Chép hóa rồng á. Cá đây mà về nuôi hồ thôi đẹp á. Cá phèn rạng này. Quá bất ngờ. Đại cho nó giật kỹ gì hai con. Đây lấy cái đài cắt ra được anh. Cá đây nói gì nữa. Để cắt cái đài cao đây. Lấy hàng tiếp bà con. Lấy hàng tiếp. Căng nha. Chuẩn bị cái bờ tiếp. Đó đó đó. Trời. Công càng luôn rồi. Đó. Lưỡi dí vừa con bự dữ ta. Cái bự á. Cá ngân. Hai con. Hai cá ngang bự. À, cá đây mà mình thọc ấy công an à. Cá ngang khủng luôn á lợn. Bàn tay luôn á ha. Vô đảo như vậy là không có sợ mà không có cá ăn nha mọi người. Con được nhúc bịch rồi đó. Đây là khỏi sợ cá đói, lúc nào cũng có cá ăn. Dính tiếp rồi bà con ơi. Không cần nữa đâu nha bà con. Bình là
tháo lưỡi câu là kỹ thuật hay nha. À, vậy thôi. Nó bay bay luôn gì đâu. Bay cái bồ này ở độ khó khăn. Dịch cái áo mua gì được. Mời mọi người coi cách làm mồi độc đáo của dân biển này. À, có bánh quy nữa nha mọi người. Đi chơi biển mình thích chế chứ mình chế trong cái nhà có chế kiểu này không, chứ mình thích chế là mình cái chế. Đúng rồi. Nhưng mà ngon, đi biển chế vậy ngon. Chế là chế kia thôi chứ. Mỗi nghề đều có mỗi cái món đặc trưng khác nhau ha. Nè bài mà sống á là cũng làm bánh, là ông có bò đậu phụ, ông bò bánh quy hay là cái có người rang gạo nữa anh, có người rang gạo để bỏ vô gỏi á. Gạo là người ta trừ hao khi không có đậu phụ. À đúng rồi, bỏ vô cho nó khô anh ha. Bưng luôn bếp gà này luôn. Gió. À, bà coi thấy vô trong chỗ nấp là gió như vậy thôi chứ không ngồi ngoài này được, phải vô trong mui. Tại vì mình nấu bếp ga mình ngồi ngoài này là nó tắt bếp. Mọi người mà ăn nhúng. tiếp à. Chỗ đây là mình đậu ngay cái điểm luôn mà mọi người, ngay chỗ bộ lái mà luôn. Đây là cái nước dùng nè mọi người. Rồi đây là cá. Đang ghé ghe đựng quái thúng chở bạn Bi về. Cho nên là mình phải chạy ghe tới nha mọi người. Dây cho tôi kéo lên tới mũi luôn. Tốt rồi á.
ơi. Hello, xin chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Dân Biển. Và đây là anh em bắt đầu làm món xoay người là để cho anh Bình ngồi luôn. Nhúng giấm nha mọi người. Nhưng mà đây không có giấm, đây là nhúng nước me. Đây, gương lớn cuốn chén. Bánh tráng đâu rồi? Đi bánh tráng. Anh cuốn hay cuốn. Thằng Đạt đi. Dạ, bánh tráng đâu? Đưa cho anh cất đâu luôn rồi. Tối mấy ngủ á. Tao qua tao uống có 3 ly, 4 ly rượu sốc quá thôi tao leo lên tao ngủ luôn, tao rồi, không tin nữa đâu. Rồi anh em luôn, mời mọi người dục luôn. Đây, anh có thể giới thiệu cho bà con biết anh tên gì không ạ? Dạ. Anh Tăng. À, dạ con anh. Anh tên gì anh? Dạ anh Cường. Dạ bạn Bi nha. À, nãy giờ nhậu bên ghe lưới rút của hai anh đây là không uống được nữa. Còn ghe là Bảo. Đây là anh Hiển. À, đây là anh Bình đây. Còn Đạt à, mình cũng là Bảo luôn nha. Rồi mời mọi người luôn. Lấy cho mấy nhỏ. Nghe không ai uống bia. Không có ghe chứ một ghe bia mà nó ai uống đâu. Ghe mà đâu ai uống. Kêu bây giờ đưa bia xuống uống, con mình bên này uống rồi. Ai tao tôi uống cái ly rượu tôi nghĩ là mệt quá. Không ai uống bia uống rượu mà. Rượu nó ngon bia. Phẩm vừa chưa? Cho em Bình ngồi lại như vậy. Gấp được lần. Này kêu thầy tháo mấy vòng đi chứ còn. Bình. Anh xong ngồi gấp ngồi lại. Bình. Dạ. Anh nào? Ngồi 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 ăn mà không không lúc gì đó nó qua luôn chứ bà bên người chứ nó có qua chịu qua nó qua nó mất trời rồi để ngồi đó xíu máy uống có hai ly nó mất cái vậy đó uống hai ly rồi dẹp bỏ thủy em đâu làm ba uống tua đó rồi em ăn em nghĩ cái rượu khó uống quá rượu nó mạnh quá mạnh rượu đó mạnh quá hả rượu mình đánh nó đưa ra ngoài chứ chuẩn bị mua giùm đó mày cũng vậy tao luôn định rồi, ngoài luôn. Ở cho này đâu này. Đặt, phải đâu? À, móc cái móc. Đúng định rồi. Ngủ định đó, lẹ lắm. Rồi. Có gì em gì bánh pha nữa. Bảy, bảy. Nằm thứ bảy vậy. Thứ bảy. Thứ bảy mấy tay ta? Bảy ngày 31. Thứ bảy ra đó. Có lẽ 31 không ơi. Ba quỷ đó không biết. Ba 31 nữa. Khổ về nhà biết chứ. Có lệnh đâu biết. À ha, ăn đi. Tê người á. Rượu này uống nó nhẹ. Có rượu quảnh nó uống mạch nó không uống nữa. Bữa hùng vi nó qua trời uống chết. Lên cuốn lên nè. Cà rực. Lấy cà rượu giùm em. Con chạy. Có cái miệng nó dễ gót. Không có miệng nó có khó. Nước cái nè, mình có lên cầu à. Hôm qua cũng 30-40 kg. Rồi nó rất là dễ đi. Rồi xe quá, nhiễm công okay. Có đi anh không anh cuốn hả? Không cuốn hả? Dạ rồi. Không đúng chén không? Đi khóc chắc chuyện nó hồng vô chứ nè. Hả? Chuyện nó hồng vô chứ nè. Biết. Đi khóc rồi nó lì. Cái chung ghê em rơm buổi được anh đỡ bổ đỡ ấy đỡ sống này ghê quá sống đi biển giờ sống ớn quá. Ngày qua em nói thiệt á em kéo mà nó nổi mà nó cứ nằm một chỗ nó hoài kéo câu xuống không chứ nó có lên đâu chạm nổi phải không mà cứ lấy bà 9-4-10 bà 9-4-10 cứ nằm ra xuống à
năm gì đó nè, 4 tháng chơi đi 3 tháng mới vô vậy nha, có ngày vô đậu ông đảo điện cho thấy hình không nha, 2 tháng mấy rồi nữa thì 2 tháng mấy nhưng mà ghe bánh thì đúng rồi 3 tháng 4 tháng 2 tháng mấy được tỷ mấy rồi phải coi tỷ mốt cái gì. Trái nước đây là mình dùng cái gì mình nấu ta? Phải nó ngon. Ở thảo không vô muối vô thạch nó đang đây, dắt kìa nè. Đúng bờ bờ đá lên. Đặng là lấy cá. Không hỏi giá nhiều có 15 mà. Còn đây là nước coi nhiều. Nước lập đồ me đúng không? Nó biết nó bán. Nó cũng nó 15. Thành tay. Đây đáng lẽ quên đi chứ không phải lẽ là mình lấy cái xá xị vậy nó bán bao nguyện ký. Xá xị hạt bảy ấp vậy á. Cũng ngoài bể Úc. Cháu nó nhắc mà em quên xoay xoay làm bà cháu nó đổ nước của mình quên mất tiêu ha. Chơi luôn, chơi nước gì cũng được, chơi luôn. Mà có người biết, có nhân ông làm thấy ngon. Ông làm thì biết. Cổ này mà nhà đúng bài là giấm với nước ngọt, giấm không nước dừa. Năm nước dừa à? Em ít ăn giấm lắm. Mà giờ bán cái 3 thùng giấm vậy. Cá bự nữa bà con ơi. Ừ, bung càng nha. Đã nó tiếp. Lại nó nữa. Đó, bảo đi câu được con cá. Chắc rìa đâu. Giật. Nó rồi. Cho chân á, con có rìa cho chân á. Đó. Thêm nữa, ở đây bán kế gì tiền. Sát luôn, để anh to mà. Tiếp mọi người ơi, hai con nha cả nhà, hai con luôn nha. Nhưng mà con đây giống nhỏ, con bên đây nhỏ. Nào con có bình là bự á. Hai con cá gì đẹp vậy? Cái gì á? Đẹp cho mọi to người. To nha mọi người. À, sức rồi, sức mắc rồi. À, cá đây chứ mà nó cũng chảy, nó bằng gần bằng con kia luôn á. Quá đẹp. Thành quả của anh Bảo, giờ đây hai con. Mọi người chắc ai mà câu cá giải trí chứ thấy cảnh này chắc cũng khoái lắm nha. Vừa đi biển mà vừa trải nghiệm được cái cảm giác câu cá nữa.
Đây. Câu mồi mập nha mọi người. Đây một con rồi nha mọi người. Tiếp tục đó bà con. Đây. Còn nữa. Rốc nha. Mọi người chính em nó bình cũng tiếp tục một con nữa nha mọi người. Khùng khùng mấy câu hay rồi, một con tạm một con kinh đó. Wow hạnh nha, có thùng quà đâu bơi qua đồ đâu mặc. Đây kinh đây, kinh đây. À, cần biết nha. Qua luôn đó. Đây, một con kinh đó. Đây. Heo siêu to khổng lồ. Rồi chết cá luôn, chết cá luôn rồi. Thêm bốn cá nha mọi người. Với một con cá chàm à, được hết 6 con cá rìa nha. Buổi chiều còn buổi sáng là không nói. Giờ này khoảng cỡ 4 giờ rưỡi rồi. Mặt trời đã xuống dần rồi. Anh em mà đang tắm mấy cái thẹo cầu lòng để ít bữa ra đừng chọt cá.
đây tổng quan của một ngày câu của anh em mình. À, đây một bị nè nha. Rồi đây bị nữa, trong đây vừa có cá câu mà vừa có cá ngừ. Để đây còn nửa con mực đây để mai anh em câu tiếp. Bây giờ mai còn gió nữa không ạ? Đây còn cả buổi chiều thì anh em mình sẽ ăn hết tất cả 10 con. 2, 4, 6, 8 cá rìa với 1 con cá rắp với 1 con cá gì đây không biết tên. Vừa làm cá nha mọi người. Cá đã làm xong. Bây giờ em Đạt thì đang nấu nồi canh. Và có một món nữa đó chính là chiên, làm hai món nha mọi người. Trời, nhìn con cá đó tự nhiên thèm chảy nước miếng luôn. Đã. Đây, đây gọi là mới một phần đó mọi người. Còn phải gấp hai lần ở đây nữa. Đây 10 con chắc còn cứ 20 con nữa. Đó. Hai dầu con là cái này, cái kia lộn xộn hết, có cá chàm rồi. Món canh chua, cá rìa, có người cũng gọi là cá kênh. Hồi trưa nướng hai con phải không? Nướng hai con, rồi cái đây có nấu canh ha. Dạ. Hai con. Đây, món cá chiên của em Đạt mới vừa chiên xong, quá ngon rồi mọi người. Đó, đang chiên đó. Đã quá ha, nó đồ canh chua nữa. Cá câu. Cá chàm chàm là hàng bạn rồi. Cá rắp hai các bạn, mình đang cân các bạn đó. Trời ơi, thấy nó đã phái mẹ luôn.
Rồi, cá cần câu nha mọi người. Rồi, mời mọi người ăn cơm luôn. Mời tất cả mọi người ăn cơm nha. Đây là công sức của anh em núp gió làm nha mọi người. Bà làm nha. Bắt bạo thành công nha. Mọi người ơi. Bây giờ nhà thấy nhớ ăn cơm bắt bạo nha. Anh Đạt nha. Mẹ ăn cơm nè. Mời ba mẹ ăn cơm. Mời ba mẹ em. Ba mẹ coi hả? Về nó ba mẹ coi chứ. Rồi, miếng cá cần nha mọi người. Cá cần cà ria nha. Dài. Béo chưa? Còn một con đấy ôm nùng không à? Nứt lắm. Đó là có vòng lưới ba lường mà đút xuống đây á. Béo. Vàng lấy càng cũng không khó. Thịt săn không? Má kìa đây con to thịt chứ. Con to. Gần đây lâu năm rồi á. Con này ưng nùng con xe à. Mập. Là trước mình nè chụp trội thôi chứ. Điều trước con neo đai á. Không, neo ngoài. Chỗ. Ngoài xíu. Là trước mình đâu thấy cái bãi cồn đâu, có bị cồn sắt không nè. Chắc ngoài ngoài kia cả. Giờ này là khoảng 6 giờ rưỡi tối rồi mọi người ơi. Là anh em mình vô đây nói chung cũng đậu neo chơi nắp gió thôi. Thì bây giờ cũng vô nghỉ ngơi coi điện thoại rồi này kia, ở đây có sóng thì muốn gọi gia đình thì gọi. Rồi hẹn mọi người sáng nay nha.